Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Các bạn thân mến, đặc công Việt Nam với khả năng bí mật đột nhập, luồn sâu đánh hiểm sống còn trong môi trường khốc liệt, với sức chịu đựng ngoài sức tưởng tượng, thì đặc công Việt Nam chúng ta đã khiến cho các lực lượng quân sự thiện chiến nhất cũng phải kinh hoàng. Cụ thể là mới đây trên tạp chí Lực lượng đặc nhiệm của Nga đã có một bài viết về đặc công Việt Nam rất hay. Sau đây thì chúng tôi xin lược dịch bài viết này để cho các bạn cùng tham khảo. Báo Nga đã viết như sau: Việt Nam trong thế kỷ 20 đã trải qua 4 cuộc chiến tranh lớn và ác liệt để đấu tranh giành độc lập bảo vệ Tổ quốc. Với Pháp năm 1944 đến năm 1954, với Đế quốc Mỹ vào năm 1967 đến năm 1975, chống bè lũ diệt chủng Pol Pot Campuchia từ năm 1975 đến năm 1978 và chiến tranh biên giới với Trung Quốc vào năm 1979 đến năm 1980. Với học thuyết quân sự mang tính cách mạng trong chiến tranh hiện đại mà người xây dựng nên cơ sở căn bản là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đưa học thuyết quân sự Việt Nam lên tầm nghệ thuật là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã hình thành một hệ thống lý thuyết của đấu tranh vũ trang. Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, địa hình đất nước Việt Nam dường như rất thích hợp cho một cuộc chinh phục tổng lực của các siêu cường, nhưng lại rất trông gai cho những thế lực hiếu chiến. Học thuyết quân sự Việt Nam dựa trên sức mạnh của tinh thần yêu nước, mục đích cuối cùng là toàn vẹn lãnh thổ, từ đó hình thành và phát triển các lực lượng vũ trang nhằm đạt được mục đích đó. Tư duy chiến lược và tư tưởng chỉ đạo chiến dịch, chiến thuật, định hướng theo nhiệm vụ trước mắt và hướng phát triển tiếp theo cũng nhằm mục đích toàn vẹn lãnh thổ, từ đó nảy sinh ra những lực lượng đặc biệt, đáp ứng yêu cầu thực tế của chiến trường và đối tượng tác chiến, hình thành nghệ thuật quân sự linh động và sáng tạo qua mỗi thời kỳ. Lực lượng đặc công trên một khía cạnh nào đó được hình thành và phát triển từ học thuyết quân sự Việt Nam, do phải đấu tranh chống lại kẻ thù mạnh hơn rất nhiều lần. Những lý luận ban đầu của tư duy quân sự được hình thành từ chiến tranh du kích, sự phát triển biện chứng của các quân binh chủng dựa trên cơ sở lực lượng chính quy, và chiến tranh du kích đã hình thành các đơn vị tác chiến đặc biệt, các lực lượng đặc nhiệm và hiệu quả của nó đã khiến cho các lực lượng quân sự thiện chiến nhất cũng phải kinh hoàng, từ những chương trình huấn luyện của SSC Thụy Sĩ, GSG-9 của Đức, hay SBS Hải quân của Anh, hay SEAL của Hải quân Mỹ, lực lượng ZHE-Komebe của Nga. Có thể thấy được những dấu ấn rất đặc thù của đặc công Việt Nam, đó là khả năng bí mật đột nhập, khả năng luồn sâu, khả năng phá hoại và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, khả năng sống còn trong môi trường đặc biệt khó khăn, với sức chịu đựng ngoài sự tưởng tượng của con người, hình thành và phát triển trong cuộc chiến tranh dữ dội và khốc liệt, chống lại một siêu cường quân sự hùng mạnh cả về binh lực và phương tiện chiến tranh hiện đại. Những phương thức và kỹ năng tác chiến của đặc công Việt Nam đã trở thành một nguy cơ đe dọa nghiêm trọng luôn thường trực cùng quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Những đòn tấn công vào những nơi được canh giữ cẩn mật nhất, lực lượng đặc công phá hủy các sân bay quân sự, kho tàng, bến cảng, tiêu diệt các kho vận tải quân sự, ngăn chặn và gây tổn thất nặng nề các cuộc hành quân, đánh phá các căn cứ quân sự và bắt hoặc tiêu diệt các sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ và Sài Gòn. Thậm chí là lực lượng đặc công còn tiến hành các trận tập kích hỏa lực ngay giữa nội đô thành phố. Đặc công đã biến miền Nam trở thành một chiến trường không có hậu phương và không có bất cứ một nơi nào an toàn cho quân đội Mỹ. Ngay từ cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ đã thể hiện được bản lĩnh và năng lực tác chiến hiệu quả trước một đội quân thường trực chiến đấu chuyên nghiệp, vũ khí trang bị hiện đại của Pháp và lực lượng lính đánh thuê Lê Dương. Lực lượng Lê Dương thực tế là một đội quân chiến tranh chuyên nghiệp, có khả năng tác chiến tốt nhất và nguy hiểm nhất của quân đội Pháp. Nhận xét về lính Lê Dương của cựu binh trung sĩ Lao Zét Xuân Phát, người này đã viết: có thể sẽ là quá khoa trương khi nói về đội quân Lê Dương, nhưng trong lực lượng này, tham gia chiến đấu là những chiến binh thật sự, không chỉ có người Pháp mà có cả người Đức, người Nga, Nhật Bản và thậm chí là một số người Nam Phi và cả người Nga, toàn là những chiến binh bẩm sinh ra đã dành cho chiến tranh. Quân đội Pháp cũng có những lực lượng đặc nhiệm được tổ chức từ các quân nhân SS cũ, đã chiến đấu trên chiến trường thành các lữ đoàn biệt kích luồn sâu, phá hoại và tấn công. Tuy bộ đội Việt Minh không có các phương tiện chiến tranh hiện đại nhưng họ có những vũ khí vô cùng lợi hại khác. Những chiến sĩ Việt Minh hiểu biết sâu sắc địa hình và các kỹ thuật chiến đấu bí mật. Bất ngờ, thời điểm đầu tiên, cuộc chiến vô cùng khó khăn gian khổ, các trận đánh thông thường đều có những tổn thất nặng về người. Dưới sự chỉ đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì bộ đội Việt Minh đã thay đổi cách chiến đấu. Phải thừa nhận rằng, lực lượng đặc nhiệm là sự phát triển cao độ của du kích quân và người Việt Nam là những chiến sĩ du kích giỏi nhất trên thế giới. Các lực lượng bộ đội đặc biệt tiến hành các đợt trinh sát luồn sâu và chiến đấu trong lòng địch. Trong các đội quân đó, điển hình là các chiến sĩ cảm tử với các khẩu hiệu quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là những chiến sĩ công kiên trên các tuyến phòng ngự dày đặc đồn bốt địch. Họ mang theo thuốc nổ và mở ra con đường tấn công cho các lực lượng công kích, cửa mở qua các tuyến hàng rào dây thép gai, trông mìn và lưới đạn, súng máy dày đặc.
luôn thấm đẫm máu và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cảm tử. Trong những giai đoạn này đã hình thành hai lữ đoàn đặc công bộ, đầu tiên là 112 và 113, kết hợp với tác chiến trên bộ là sự phát triển của đặc công nước, nhằm tấn công các tuyến đường vận tải đường sông của đối phương, đặc biệt là khu vực miền Nam Việt Nam, nơi có nhiều sông rạch và kênh vận tải yểm trợ hỏa lực. Các trận đánh khốc liệt trên sông nước miền Nam đã hình thành lực lượng đặc công rừng sát đầu tiên. Những chiến công của họ đã bẻ gãy mọi ý đồ chiến tranh và đưa lực lượng vũ trang Việt Nam từ chiến thắng này đến chiến thắng khác ngày một lớn hơn. Những năm 1953 đến 1954 là những năm phát triển mạnh mẽ nhất của các lực lượng đặc nhiệm Việt Minh, khi những lực lượng nhỏ được trang bị tốt và có kỹ năng tác chiến hoàn hảo. Từ các chiến khu miền Nam tấn công mạnh mẽ vào các đơn vị phòng ngự của quân đội Pháp, họ đã gây ra những tổn thất nặng nề về binh lực, đồng thời những đòn tiến công liên tiếp vào sân bay, kho tàng quân sự, các đoàn quân sự và các tuyến đường vận tải trên khắp đất nước, đã phá hủy hoàn toàn tham vọng xây dựng 18 binh đoàn cơ động mạnh của tướng Nava và đẩy quân đội Pháp vào một trận đánh cuối cùng Điện Biên Phủ, chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, từ miền Bắc thì các lực lượng đặc nhiệm đã hành quân theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử tiếp cận chiến trường miền Nam, xây dựng các lực lượng đặc công, biệt động tại chỗ trên các chiến khu, từ đó mà hình thành nên đơn vị đặc nhiệm chính quy của Quân Giải phóng Nhân dân miền Nam Việt Nam. Những đơn vị bán chính quy, hay còn gọi là dân quân du kích trên khắp miền Nam, được huấn luyện trong các chiến khu. Kỹ thuật tác chiến của đặc công được phát triển và nhân rộng trên toàn bộ miền Nam Việt Nam, từ đột nhập các khu căn cứ địch dưới nhiều hình thức, vận chuyển vũ khí, khí tài và hậu phương trong lòng địch, đến các trận đánh bí mật bất ngờ. Các lực lượng đặc công hình thành ở tất cả các binh chủng trên chiến trường. Chỉ tính riêng trong tháng 2 năm 1964 đã diễn ra 7 cuộc tấn công tiêu diệt các đối tượng nguy hiểm của chính quyền Sài Gòn và của quân đội Mỹ. Các đòn tấn công của các chiến sĩ biệt động nhằm cả vào các nhân vật quan trọng của Mỹ như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, tướng William C. Watmoreland, tư lệnh Bộ Chỉ huy Cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Những đòn tấn công của đặc công Việt Nam diễn ra khắp mọi nơi, kể cả những khu vực được coi là căn cứ quân sự được bảo vệ tốt nhất và chắc chắn nhất trên thế giới như Tổng kho Long Bình, sân bay Tân Sơn Nhất, các khách sạn dành riêng cho các sĩ quan cao cấp Mỹ, và cuối cùng mục tiêu là Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn bị tấn công vào 30 tháng 3 năm 1965. Mục tiêu tác chiến của đặc công các binh chủng chủ yếu nhằm vào các kho tàng, bến cảng và các căn cứ quân sự, đặc biệt nhất là sân bay, vốn là chỗ dựa hỏa lực chính và cũng là ưu thế mạnh nhất của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Trận đánh đầu tiên vào sân bay Biên Hòa từ 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 1964 đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội Mỹ, phá hủy 15 máy bay, tiêu diệt nhiều binh sĩ Mỹ. Tiếp theo đó là trận tập kích vào trại Holloway ở gần từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 2 năm 1965 đã khiến cho 8 quân nhân Mỹ chết, 106 bị thương, 5 máy bay trực thăng bị phá hủy trong các trận tấn công liên tiếp vào các căn cứ kho tàng hậu cần kỹ thuật như trận tấn công vào kho xăng Esso vào ngày 5 tháng 8 năm 1965 ở Đà Nẵng, đã đốt cháy 10 triệu lít xăng, mất 40 tổng dự trữ xăng dầu của Mỹ ở Việt Nam. Ngoài ra, các lực lượng đặc công còn tiến hành các trận pháo kích vào các khu sân bay dã chiến, các sở chỉ huy và các địa điểm quan trọng của thành phố Sài Gòn. Tổng kết toàn bộ thành tích của đặc công quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh đã phá hủy 1.600 khẩu pháo, 30 dàn tên lửa, 9.000 xe quân sự, 2,7 triệu tấn bom đạn, 600 triệu lít xăng dầu, đánh chìm đánh hỏng 400 tàu xuồng chiến đấu, hàng nghìn máy bay chiến đấu các loại. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đặc công trên bộ là đặc công nước Việt Nam, số lượng và kỹ năng tác chiến của lực lượng này vượt xa tất cả những hiểu biết về khả năng tác chiến ngầm của tất cả các lực lượng trên thế giới. Theo báo cáo của lực lượng tình báo Hải quân Mỹ, đến năm 1969, trên chiến trường miền Nam Việt Nam có 3 tiểu đoàn, 4 đại đội và 2 trường huấn luyện đặc công nước ở ngay miền Nam. Ngoài ra còn có trung đoàn đặc công nước số 126 hoạt động gần khu vực vị tuyến 17. Lực lượng đặc công nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đã đánh chìm chiến hạm USS Các cùng với nhiều máy bay trực thăng chiến đấu trên mong tàu vào ngày 2 tháng 5 năm 1964, tàu USS Barco Victor vào ngày 23 tháng 8 năm 1966 cùng với hàng ngàn tàu xuồng vận tải chiến đấu và kho tàng, bến cảng. Có những thời điểm đặc công nước đã phong tỏa cả quân cảng Cam Ranh, gây nhiều tổn thất cho hoạt động cung cấp trang thiết bị, khí tài quân sự đường biển cho quân đội Mỹ. Chiến dịch chiến đấu tiến công lớn nhất và cũng quan trọng nhất chưa từng có trong lịch sử quân sự thế giới về sử dụng lực lượng đặc nhiệm là cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Lực lượng đặc công, biệt động, trinh sát, đặc công kết hợp với các lực lượng vũ trang toàn miền Nam đã tiến hành một cuộc tấn công và nổi dậy trên toàn bộ chiến trường, tập kích vào tất cả các cơ quan đầu não và căn cứ quân sự của Mỹ. Điển hình nhất là cuộc tấn công vào tòa đại sứ Mỹ, một pháo đài thật sự ở giữa Sài Gòn. Cuộc tập kích đã tiêu diệt và làm bị thương gần 190 quân nhân Mỹ. Nhưng quan trọng hơn cả, nó đánh gãy tư tưởng chiến lược chiến tranh của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã tiêu hủy mọi hy vọng giành thắng lợi ở chiến trường,
và làm dấy lên cuộc đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Trong chiến tranh khốc liệt, lực lượng đặc công cũng được biên chế tổ chức và xây dựng theo hướng hiện đại, hình thành các đơn vị trinh sát, các đơn vị đột kích luồn sâu, trong đó có toàn bộ đội đặc công 198 được tổ chức biên chế theo hướng hiện đại đầu tiên. Tính đến năm 1975, lực lượng vũ trang Việt Nam có khoảng 47 tiểu đoàn và 13 đại đội độc lập. Một trong những lực lượng đặc công ít người biết đến là lực lượng đặc biệt tác chiến trên đường Trường Sơn. Với nhiệm vụ chống các toán biệt kích phá hoại của quân đội Mỹ, lực lượng này có nguồn gốc từ lữ đoàn 305 bộ đội nhảy dù. Theo các báo cáo của nước ngoài, thì có khoảng 9 tiểu đoàn tác chiến dọc tuyến đường Trường Sơn được huấn luyện theo phương pháp biệt kích. Các đơn vị này đã trực tiếp đối đầu với các lực lượng biệt kích của Sư đoàn Đổ bộ đường không số 1 Mỹ trong khu vực A Sầu, A Lưới và đường 9 Nam Lào. Lực lượng đặc nhiệm đã chiến đấu rất quyết liệt, đánh thiệt hại nhiều đơn vị thám báo biệt kích của đối phương. Các hoạt động tác chiến của bộ đội đặc công Việt Nam không giới hạn ở đường biên giới khi chiến tranh mở rộng. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Campuchia, Thái Lan cũng bị tấn công bởi lực lượng đặc công. Trận đánh khá nổi tiếng Lima sau 85 trên đỉnh Pha Thi thuộc biên giới Lào đã tiêu diệt căn cứ radar trinh sát dẫn đường và chỉ huy tác chiến đường không của Mỹ trong chiến tranh biên giới. Lực lượng đặc công Việt Nam cũng là những lực lượng chính quy đầu tiên tham gia chống lại lực lượng đặc nhiệm Sơn Cước, đồng thời tiến hành những hoạt động tập kích, phục kích, tiêu diệt cả đoàn vận tải quân sự và cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật xăng dầu của đối phương, đánh chặn những đợt đột nhập của các lực lượng biệt kích đối phương trên các tuyến đường biên giới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài dịch của bài viết trên báo Lực lượng đặc nhiệm của nước Nga. Thực tế cho thấy thì nếu so với các lực lượng đặc nhiệm trên thế giới, đặc công Việt Nam chúng ta là lực lượng chuyên nghiệp, có kỹ năng chiến đấu hoàn hảo và cũng có nhiều kinh nghiệm tác chiến tốt nhất trong môi trường chiến trường phức tạp và lực lượng đối phương mạnh gấp hơn nhiều lần, không có được sức mạnh điểm trợ của hỏa lực đường không và các loại khí tài hiện đại. Nhưng với kỹ năng tác chiến và sức chịu đựng vượt ngoài sức giới hạn của con người thì lực lượng đặc công Việt Nam là một mô hình lực lượng mà hầu hết các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm cả các lực lượng hải cầu Mỹ hay lực lượng combe của Nga đều đã nghiên cứu và học tập. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!